Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình quay cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai sau khi mình phun thuốc rụng lá mai thì đây là cái cây thứ nhất nè. Đó. Cái cây thứ nhất bắt đầu phun thì lá nó bắt đầu ở trên lá nó có những cái đốm đốm mà cái bột á. Bột lá nè các bạn. Trên bột lá có bột trắng trắng. Nó có bột trắng trắng gì đó. Thuốc nó ngấm nó nằm ở trên lá đó. Thế các bạn thấy à, còn những cái lá bên đây là mình không có nè. Đó. Và tiếp tục đây là cái cây thứ hai, thì cái cây thứ hai đó cái bột nó nằm ở trên lá nào các bạn thấy à, đây là cây thứ hai. Các bạn để ý ha, ví dụ để mình lắc thử cây mai cho các bạn coi. Mới ngày thứ hai thôi nha. Đó, có một vài lá nó gớt à. Và đây là cây thứ ba. Nè, như cái cây thứ ba này, ở dưới lá nó có một số lá nó héo nè. Đó, các bạn thấy à? Lá nó rụng, nó héo, nó rụng xuống luôn. Như các bạn thấy cái lá nó đóng trắng trắng phắn như vậy đó, là đạt rồi đó. Bây giờ cái cây này là nó những cái lá già, quá lá mà quá già là nó rụng trước rồi đó. Bây giờ cái này để mình lắc thử nhẹ ha, tại vì cái này mới ngày thứ hai thôi. Đó. Như vậy là cái cây này cũng đạt rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái cây thứ tư. Cây thứ tư là cây này. Thì đây, các bạn thấy nha, dưới gốc nè, nhìn dưới gốc mình thấy một vài lá nó cũng rụng lác đác vậy đó. Đó, các bạn để ý ha, một vài lá nó cũng rụng lác đác vậy đó. Bây giờ đụng vô thì cũng rụng luôn, nhưng mà nó chưa mùi. Mình đợi khoảng đúng 3 ngày thì nó sẽ rụng nhiều hơn. Và gió lắc thì chỗ nào có gió trống ở ngoài lắc là nó rụng. Đó, ở đây nó lá nó cũng lác đác một vài lá, tại vì tôi quay như vậy tôi cầm khó quá, để tôi lắc nhẹ thử. Đó, rồi chúng ta sẽ qua cây thứ năm đâu rồi. Cây thứ năm nó nằm kế cái cây trà là. Cây thứ năm nằm kế cây trà là, đây cây trà là. Đó là cây thứ năm, là cây này. Các bạn nhìn kỹ nha. Đó, ở dưới cũng có lá rụng lác đác đó. Cái chỗ này ít ánh nắng thành ra nhìn rất là trong. Là đây là cây thứ năm nè. Cây thứ năm là các bạn thấy có cái cây trà là ngày hôm qua. Hôm qua bà xã tôi quay thì thấy đó, thấy một số nhánh trà là đó nó như vậy nè. Đó, bà xã tôi quay như vậy. Thì tôi sạch thì hôm nay là ở dưới cái gốc là nó gớt lác đác rồi đó. Đây là cây 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 5 cây rồi đó. Chúng ta sẽ qua cây số 6. Cây số 6 nằm đâu ta? Cây số 6 ở ngoài trước gần đường có mấy cây chuối mà các bạn nhớ không, các bà con nhớ không? Thì đây cái đó, cây số 6 đó. Cây số 6 là cây này. Cái chỗ này bước ra thấy gió hù hù nè. Đó, thì đây cũng rụng nè, ha, rụng ha, lá mai nè. Đó, rụng lác đác vậy đó, tại vì chỗ này có gió nên nó rụng rất là nhiều. À, cái chỗ này sạch, cái lá này chưa phải là lá già lắm nhưng mà sạch gì cũng được. Đến những cái lá này nè,
chưa phải là già lắm, nhưng xịt gì cũng được. Thì cứ đợi đúng 3 ngày gió lác đác là nó rụng thôi. Nè, thấy không? Đó, gió rụng. Thì chỗ này có gió thổi nó bay tuốt ở đây luôn. Nó bay tuốt ở đây luôn. Cái đó đây là cây số 6. Cây số 6. Hơi khó nhìn ha. Và đây chúng ta sẽ qua cây số 7. Đây là cây số 7 nè. Rồi. Cây số 7 ngày hôm qua bà con nhớ cái miếng cao su mà tôi chùm lại không? Tôi có chùm lại đó. Và ba cái gao ở dưới gốc cái cây mai này nó hơi bị úa. Cũng ảnh hưởng ha. Bà con nhớ. Đây. Đây là cây số 7. Cây số 7 hình như bà xã tôi đứng ở trên bờ quay xuống, tại nó có cái bực. Thì nó cũng có rụng luôn. Cây số 7 nó cũng có rụng mà nó bay, tại vì gió thổi nó bay lác đác ở ngoài. Đó, nó bay lác đác ở ngoài. Nè. Ở đây bà con cũng thấy. Bây giờ mình đứng ở trên này quay xuống giống như cái cảnh ngày hôm qua để cho nó giống vậy. Đây, đó. Hôm qua tôi đứng trên đây tôi quay. Bà xã tôi đứng đây, tôi đứng dưới xịt. Để tôi lắc thử ha, để tôi lắc thử cái, tôi kiếm cái nào đó tôi lắc thử coi nó rụng chưa. À, cái này chưa rụng. Còn cái nhánh này thì sao? Cũng chưa rụng luôn. Vậy thì cái cây số 7 này ngày hôm qua có thể là do xịt cái chỗ này xịt từ cái gió nó tạt quá nhiều, thành ra nó không có đạt giống như là mấy cây số 5, số 4. Để chờ đến 3 ngày coi thế nào, để chờ đến 3 ngày coi cái cây số 7 này nó có rụng hay không. Tại vì nếu mà nó rụng thì ok, còn nếu như nó không rụng thì mình biết rằng là cái gió nó thổi cái thuốc quá mạnh đi, thành ra nó không bám trên cái lá. Đó cũng là một nguyên nhân mà cái giờ này xịt cái cây số 7 này tôi mới phát hiện được. Để tôi chờ đợi đến 3 ngày. Chúng ta sẽ chờ đợi đến 3 ngày là ngày mai. Tôi sẽ quay lại một cái video để cho các bạn xem và các bạn cũng rút được kinh nghiệm giống như tôi, là nếu mà xịt mà lúc mà chờ gió quá thì sẽ hạn chế xịt. Hầu như trên cây số 7 này tôi không có thấy cái phấn. Không thấy cái phấn đóng nhiều như cái cây số 5 và số 4. Rồi, chào tạm biệt bà con. Video đến đây thôi. Tiếp tục, đây là video tập 2. Tôi sẽ còn ra video tập 3 nữa. Và các chú bác, các anh chị em nhớ đón xem tập 3 ngày mai ha. Để xem rồi coi cái cây số 7 này nó có rụng không. Vì xịt ngày hôm qua gió quá nhiều. Và bà con nhớ nè, cái chỗ này nè. Ngày hôm qua tôi lấy cái miếng cao su tôi chùm lại. Tôi chùm lại. Mà bây giờ nó cũng héo. Rồi, chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp bà con ở video ngày mai.